Xin kính chào quý khách. Hiện tại Office Sài Gòn đang có mặt tại tòa nhà Yoco Building. Đây là một vị trí đắc địa, tòa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Và để biết thêm về dịch vụ cho thuê tại Yoco Building, xin kính mời quý khách cùng chúng tôi tham quan chi tiết bên trong tòa nhà. Xin kính mời. Tòa cao ốc cho thuê văn phòng Yoco Building sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà văn phòng nằm giữa lòng thành phố, khu vực có tốc độ phát triển nhanh, ngay trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và thuận tiện cho việc di chuyển sang quận 3, quận 4, Phú Nhuận và quận Bình Thạnh. Cơ sở hạ tầng giao thông khoa học theo hướng hiện đại làm giảm thiểu tối đa tình trạng tắc đường trong giờ cao điểm tại tuyến đường này. Tòa nhà sở hữu bãi đậu ô tô rộng rãi, sảnh lễ tân ngay tầng trệt, giúp quá trình đưa đón và gặp gỡ khách hàng của doanh nghiệp chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn. Tòa nhà Yoco Building được sự quản lý của công ty cổ phần Thế kỷ 21. Yoco Building có diện mạo chuyên nghiệp, bắt mắt, sẽ mang đến giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp làm việc tại đây. Tòa nhà Yoco có thiết kế đạt tiêu chuẩn của building cho thuê văn phòng gồm một hầm 11 tầng. Tòa nhà có tổng diện tích sử dụng lên đến 5.500m², diện tích mỗi sàn là 500m², cùng với diện tích cho thuê linh hoạt như 100, 300 và 500m², hoặc thuê nhiều sàn nhằm đảm bảo phù hợp cho mọi hoạt động và quy mô cũng như yêu cầu của từng doanh nghiệp. Mỗi văn phòng được bố trí độc đáo với nhiều tiện nghi, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như sàn bê tông chống thấm, chống cháy, trần thạch cao thẩm mỹ, góp phần tạo nên không gian làm việc lý tưởng cho doanh nghiệp. Tòa nhà Yoco Building sử dụng hệ thống kính bề mặt có cách nhiệt, mang đến không gian làm việc mở, tạo nguồn cảm hứng cho nhân viên văn phòng. Tường nguyên khối chắc chắn, hạn chế các cột giữa sàn, giúp doanh nghiệp tối ưu diện tích sử dụng. Ngoài ra, tòa nhà văn phòng cho thuê còn được lắp đặt sẵn đèn chiếu sáng âm trần, hệ thống máy lạnh trung tâm, thang máy hiện đại, tốc độ cao, toilet riêng biệt ở mỗi tầng, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn quốc tế và cầu thang bộ thoát hiểm an toàn. Yoco Building hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi thế cho mỗi doanh nghiệp lựa chọn tòa nhà để đặt trụ sở văn phòng làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu về tòa nhà. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá thuê, các bạn hãy liên hệ ngay với Office Sài Gòn theo hotline 0987110011 hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website www.officesaigon.vn để được hỗ trợ tư vấn. Các bạn cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Office Sài Gòn để nhận thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Office Sài Gòn cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, hotline 0987 110011.